tại mặt tiền đường vành đai 4. Đây là một tuyến đường giao thương kết nối kinh tế huyết mạch và trọng điểm của khu vực phía Nam. Tuyến đường này kết nối xuyên tâm qua 5 đô thị vệ tinh có chỉ số tăng trưởng GDP cao nhất của khu vực phía Nam, đó là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và Long An. Ngoài việc kết nối vòng ngoài là có đường vành đai 4 thì chúng ta có vòng trong, kết nối vòng trong đó là tuyến đường vành đai 3. Thì với một cái hệ thống kết nối giao thương, thương mại liên đô thị như vậy, đây sẽ là một động lực tăng trưởng kinh tế của vùng khu vực phía Nam, vùng Đông Nam Bộ cũng như là lan tỏa ra Tây Nguyên. Và đặc biệt, The Diamond City của chúng ta sẽ là một bảo chứng đầu tư và sở hữu vững chắc. Tại vì sao ạ? Tại vì với dự án The Diamond City đã sở hữu một bộ pháp lý chuẩn chỉnh, chúng tôi đã có 1/500 cũng như là toàn bộ cơ sở hạ tầng tại dự án The Diamond City của chúng tôi đã hoàn thiện gần như là 100%. Tất cả hệ thống điện nước ở trong dự án đều là hệ thống âm. Và đặc biệt là được phát triển bởi Thắng Lợi Group, là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại khu vực tỉnh Long An, và với hàng loạt các dự án gây được tiếng vang trên thị trường bất động sản khu vực. The Diamond City của chúng ta, ngoài việc liền kề tuyến đường vành đai 4, xung quanh là rất nhiều các khu công nghiệp đã và đang đi vào hoạt động. Thì xung quanh dự án The Diamond City của chúng ta thì có thể kể sơ qua, chúng ta có khu công nghiệp Hải Sơn, khu công nghiệp Thịnh Phát, khu công nghiệp Idico. Và với một cái số lượng khu công nghiệp là dày đặc như vậy thì dự án The Diamond City của chúng ta sẽ là một cái dự án đón đầu cái nhu cầu nhà ở cũng như là nhu cầu về thương mại dịch vụ của hơn 500.000 người lao động cũng như là các chuyên gia đang sinh sống tại khu vực huyện Đức Hòa và huyện Bến Lức của tỉnh Long An. Đồng thời, với việc định hướng phát triển dự án The Diamond City trở thành một khu đô thị đáng sống bậc nhất tại khu Tây thì chúng tôi phát triển với mô hình là tiện ích 3 trong 1. Vậy thì 3 trong 1 là như thế nào ạ? Là chúng ta sẽ live, work and play, là chúng ta sẽ sống tại dự án The Diamond City, chúng ta làm việc tại các khu công nghiệp liền kề dự án The Diamond City, và chúng ta thỏa mãn tất cả các nhu cầu về sinh hoạt, vui chơi, giải trí cũng ngay tại dự án The Diamond City. Vậy thì để minh chứng cho cái vấn đề này thì Thắng Lợi Group chúng tôi là dành rất nhiều tâm huyết cũng như là công sức để phát triển được rất nhiều các tiện ích ngay phía trong dự án The Diamond City để nhằm đáp ứng được tất cả các nhu cầu về sinh hoạt, vui chơi, giải trí của tất cả các quý cư dân. Vậy thì phía bên trong dự án The Diamond City của chúng ta có những gì? Hãy cùng đi theo Tùng nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một khu thương mại D-Mall với kết cấu là 5 tầng với một lối thiết kế tân cổ điển pha với địa trung hải. Kèm với đó là tầng 1 và tầng 2 chúng ta sẽ sử dụng để làm khu thương mại kinh doanh. Từ tầng 3 đến tầng 5 chúng ta sẽ sử dụng để làm khu văn phòng cho thuê. Chúng ta sẽ cũng có một khu Diamond Food Court. Đây là một khu thương mại và khu chợ mang phong cách Singapore, được thiết kế vô cùng trẻ trung và năng động. Đây sẽ là nơi kết nối giao thương của các quý cư dân vào mỗi dịp cuối tuần. Chúng tôi cũng sẽ có một trường mẫu giáo EcoKid được thiết kế theo phong cách và tiêu chuẩn của Nhật Bản với diện tích là 3.946 m², với việc tăng tất cả các tiện ích mảng xanh ngay phía bên trong khuôn viên trường sẽ đảm bảo cho tất cả các cháu và các bé sẽ có một cái môi trường sinh hoạt, vui chơi, giải trí rất là gần gũi với thiên nhiên ngay tại trong chính dự án The Diamond City của chúng ta. Chúng ta sẽ có một tổ hợp thể thao Champion. Đầu tiên của tổ hợp thể thao Champion đó là hồ bơi Ring Pool. Thì với hồ bơi này sẽ được trang bị hệ thống nước ấm, toàn bộ sẽ được trang bị hệ thống nước ấm. Và một cái không thể thiếu của tổ hợp thể thao Champion đó là sân thể thao đa năng. Thì đối với sân thể thao đa năng này, với diện tích 400 m², tất cả các quý cư dân có thể tận dụng để làm khu vực vui chơi, giải trí với tất cả các bộ môn thể thao như là bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, hoặc là cũng có thể sử dụng linh động để chúng ta có thể sử dụng làm khu sinh hoạt cộng đồng. Kèm với đó là trong dự án của chúng ta sẽ có tổ hợp 3 công viên với 3 chủ đề với tổng diện tích là 4.300 m². Thì với cụm 3 công viên như vậy thì tất cả các quý cư dân sẽ
có rất nhiều không gian xanh để có thể sinh hoạt, vui chơi, giải trí vào mỗi dịp cuối tuần. Và đặc biệt, tại dự án của chúng ta thì có một cái đại lộ, tại The Sun City chúng ta có đại lộ Thắng Lợi. Vậy thì tại The Diamond City chúng ta sẽ có đại lộ Vinh Quang. Đây là một trục thương mại lớn nhất tại dự án, với việc nới rộng vỉa hè cũng như là tăng diện tích để chúng ta có thể kinh doanh thương mại, thì đối với những khách hàng sở hữu những sản phẩm shop house ngay tại tuyến đường này là đang sở hữu những sản phẩm có giá trị kinh tế, giá trị thương mại cao bậc nhất tại dự án The Diamond City. Và đặc biệt không kém là chúng tôi sẽ phát triển quảng trường Hà Lan, được lấy ý tưởng từ quảng trường Hà Lan ở trung tâm Malacca. Thì đây được xem là một quảng trường Hà Lan thu nhỏ ở ngay phía trong thành phố của khu đô thị The Diamond City. Và một kết cấu không thể tách rời của quảng trường Hà Lan đó là cầu nguyện ước. Thì tại khu vực này, tất cả các quý cư dân có thể cầu tài lộc, bình an và cầu sức khỏe cho người thân, gia đình và bạn bè của mình. Và ngoài các tiện ích nổi bật như trên thì chúng tôi còn có quán cà phê Diamond, vườn bonsai cũng như là quầy lễ tân để phục vụ cho các anh chị em có cái không gian để mà tư vấn khách hàng. Và một cái quan trọng đây là phần này, tài liệu bán hàng.